Các bạn đang thấy hôm nay Gà có một cái makeup look trên mặt khá là hoàn chỉnh. Và trong video ngày hôm nay thì Gà đã sử dụng những sản phẩm mỹ phẩm nội địa Trung để hoàn thành cái makeup look này nè. Đó, vậy nên các bạn biết là video này về cái gì đúng không? Gà sẽ khoe là Gà vừa mới mua được những cái gì, những mỹ phẩm nội địa Trung nào. Sau đó Gà sẽ đặt lên mặt Gà. Và đồng thời thì Gà sẽ cho các bạn review ý kiến của Gà, chủ quan của Gà về những sản phẩm đó. Các bạn có thể thấy là ở đây Gà có hàng loạt sa số các sản phẩm luôn. Và nói chung là đây chỉ là một phần thôi, tại vì Gà cầm lên không hết. Tuy nhiên là Gà mua rất là nhiều sản phẩm, từ nền, từ che khuyết điểm, từ phấn phủ, từ phấn mắt, hai bảng phấn mắt luôn, rồi son, rồi shading, rồi bronzer, rất là nhiều thứ. Thì tổng thiệt hại của Gà chỉ là 495.000 thôi. Vậy nên có thể nói là mỹ phẩm nội địa Trung á, hiện tại thì đang khiến cho rất là nhiều bạn quan tâm đúng không? Tại vì giá của nó quá rẻ và chất lượng của nó thì sau khi mà Gà test lên mặt á, thì Gà có thể khẳng định là không tồi một chút nào. Và nó không tồi như thế nào thì Gà sẽ chia sẻ ngay sau đây luôn. Và thật sự là cái video này Gà biết là nó sẽ rất dài, nên bây giờ Gà sẽ không vòng vo nữa mà Gà sẽ nhảy thẳng vào video luôn. Kem lock mà mình sử dụng ngày hôm nay là kem lock của Too Faced. Mặc dù bảo là hôm nay mình sẽ sử dụng đồ mỹ phẩm nội địa Trung để make up, tuy nhiên là riêng về cái bước này thì mình nghĩ là bước kem lock thì mình sẽ sử dụng kem lock mà bình thường mình vẫn hay sử dụng, vì bôi trực tiếp mấy cái đồ đấy lên mặt thì mình cũng cảm thấy hơi sợ hãi. Nói thêm về cái sản phẩm kem lock này thì đây là kem lock Too Faced Hangover. Cái dòng mà nó có cái mùi dừa và nó cấp ẩm một chút xíu. Kem lock này thì nó có khả năng cấp ẩm nhiều hơn là kem dầu. Tuy nhiên là bởi vì là mình đang ở Đà Lạt rồi, nên mình thấy là dùng cái kem lock này thì nó cũng rất là thích. Tại vì nó giúp cho da mình đủ ẩm, mùi dừa rất là thơm. Và đồng thời thì nó cũng giúp cho lớp makeup của mình giữ cả ngày nữa. Tuy nhiên là mình không có biết là mình có muốn cái lớp makeup này hôm nay giữ được cả ngày không. Thì thật sự nha, là mình rất là thích Trung Quốc luôn. Mình rất là thích văn hóa Trung Quốc, có nghĩa là nhạc của Trung Quốc nè, phim của Trung Quốc nè, tiếng Trung mình cũng thích luôn. Là mỹ phẩm thì không biết được, hôm nay mình sẽ thử ha. Đó, thì kem lock bây giờ thì nó đã thấm hết vào cái mặt mình rồi. Rồi, sản phẩm đầu tiên mà mình sẽ thử trong video ngày hôm nay thì là cái hộp này. Thì đây là hộp Cushion tông số 1. Cái tông mà nó ghi trên lúc trên shop mà mình mua là cái tông số 1 và tông trắng hồng. Với cái trên thì vừa nhìn thấy rất là yêu đúng không? Kiểu sự kết hợp giữa màu xanh và màu hồng. Rồi, mình sẽ đồng tới thông tin về cái hộp Cushion này ha. Thì đây là Cushion của hãng A Airview. Tìm cái tên nó được này. Cái tên hãng của nó đây, A Airview đó. Để xem nó ghi cái gì. Che phủ tốt, lâu trôi, làm sáng da, chống nếp nhăn sạm, che khuyết điểm tốt, công thức 33%, thành phần dưỡng ẩm, lớp nền có thể giữ được 24 giờ vẫn nhẹ nhàng. Ok. Và giá của nó là 158.000 và giá gốc. Tuy nhiên là ở shop trên Shopee thì nó đang sale 50%, có nghĩa là chỉ còn 79.000 thôi. Ui, và đây là cái packaging ở trong. Thật sự là nó không thua gì Cushion hàng luôn, mình nói thật. Thậm chí Cushion hàng nó không lịch sự. Có một vài hãng nó còn không lịch sự, có cái hộp rồi xong có khay rồi vậy cho mình nữa. Nên về packaging thì ui, và cầm cũng rất là nặng tay, không hề có cảm giác là nhựa rẻ tiền luôn á. Làm sao họ có thể làm như vậy được. Và ở trong này thì có một cái miếng bông phấn nè. Cái miếng bông phấn này thì mình thấy chất lượng của nó nha, vừa mới đụng vào thì cảm thấy nó cũng rất là tốt. Hiện tại thì chưa cảm nhận được cái mùi gì hết. Và nếu các bạn vừa mới mở ra thì nó cũng sẽ có cái seal ở đây. Nhưng mà mình thấy là cho tới giờ thì mọi thứ rất là chất lượng, rất là ổn. Về mùi, không có cái mùi gì đặc biệt hết. Ôi mẹ ơi, thật sự là cho
Rồi sao nó đỉnh nhìn ta, mình nghĩ là mở ra thì nó phải có một cái mùi hóa học rất là kinh khủng, nhưng mà không hề có một mùi nào luôn. Ok, vậy thì bây giờ mình thử lên mặt ha. Nè, các bạn thấy không? Giọng sơ sơ nhưng mà sản phẩm ra rất ok, mình sẽ cố gắng tán nó ra. Cảm nhận đầu tiên khi mình vừa mới đi kem này lên da là nó rất là mát. Nó rất là mát luôn, cảm giác nó rất là đắt tiền luôn á. Trừ phụ là nó rất là trắng và nó có vẻ là hơi mỏng ra thì cảm giác của nó rất là mát. Bây giờ mình sẽ cố gắng tán cho cái mặt mình nó đều hết ha. Nhưng mà hình như đây cũng là cái style makeup mà mấy bạn Trung Quốc rất là thích á. Kiểu nó trắng mình, nó trắng theo cái kiểu mà trắng lạnh á, các bạn hiểu không? Đó, hơi đều rồi nè. Cái này giống như là mỗi lần đánh mấy cái tông mà tông 13 của Hàn Quốc á. Cái tông này thì nó trắng hơn tông 21 nữa. Nó khá là ngang ngang với tông 13 của Hàn Quốc. Thật sự mà đánh hết rồi á, ý là khi mà mình tán cho nó đều ra hết rồi á thì thấy nó cũng bình thường hơn, nó không tới mức là kiểu bị chỏi tông đồ quá. Oh wow, great, mình thấy cũng ok, rất là gì và này nọ luôn á, trời ơi. Tuy nhiên cái khuyết điểm mà mình có thể tìm ra của em Fusion này nè thì chắc sẽ là tại vì cái kết cấu của nó mỏng, nên khi mà tán thì các bạn cần khá khá thời gian để mình có thể làm cho nó trải đều trên da á. Tại vì nó cứ mỏng xong mình cứ apply được chỗ này xong mình di qua chỗ khác thì có khi là nó sẽ bị di phấn theo. Có nghĩa là cái khả năng mà xét xuống của nó sẽ không, khi vừa mới đánh lên á thì sẽ không có ổn định lắm. Rồi, để mình thử xem nó khô chưa nha. Nhưng mà thật ra thì cảm giác của nó trên da cũng rất là ráo, chứ không có tới mức gọi là nó bị bấy nhầy ra á. Cảm giác thì nó cũng rất là mịn đúng không? Sau một khoảng thời gian mình để cho cái lớp này nó set á thì mình thấy là nó set vào da mình rất là tốt, và cái độ ẩm trên da thì rất là đảm bảo luôn. Và thật ra thì khi mà mình đánh cả phần mặt với phần cổ á thì cái tông của cái cushion này á thì nó vẫn fit được với cái phần người dưới này của mình, chứ không có bị chối quá. Trước mắt là mình đang ấn tượng rất là tốt về cái em Fusion này luôn. Thì sản phẩm tiếp theo mình sẽ đưa lên mặt mình đó sẽ là cái em này, cái em kem che khuyết điểm của Matrix. Thì cái tông mà mình có ở đây là tông màu số 1 ha. Thì nó ghi là che phủ hầu hết các khuyết điểm từ quầng thâm mắt đến những đốm thâm mụn. Thì hiện tại trên mặt mình hình như là không có thâm mụn, nên mình chỉ test nó với cái vùng quầng thâm mắt thôi. Các bạn có thấy là cái vùng quầng thâm mắt mình rất là kinh khủng không? Tuy nhiên á, là lúc mà mình đánh cái cushion lúc nãy lên thì nó cũng che được một phần rồi á. Kem khá dễ tán và tìm về màu da tạo sự tự nhiên, màu rất thích hợp với làn da của con gái châu Á. Kết cấu dạng mạng lưới có thể giữ lớp che phủ bền lâu, không phai tới 16 giờ. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ thử nó ở cái vùng under eye, là cái vùng dưới mắt ha. Cái này 27.500 đồng. 27.000 là nó bán đã có lời rồi á. Bây giờ tại sao mình hơi sợ, tại vì 27.000 là cái giá mà shop để bán cho mình là họ đã có lời rồi. Thì cái này nó sẽ tầm đâu là cỡ 15.000 vốn hả? Em... Trời ơi là trời. Chết rồi à. Mình thấy là cái kem chiếu khuyết điểm này thì hiện tại thì nó hơi cam so với cái lớp nền trắng hồng lúc mà mình vừa mới đánh lên. Bây giờ mình sẽ sáng thử ra nha. Cái là mình nên test trước nó ra mặt, ra một vùng nhỏ ra tay hay sao đó, nhưng mà chủ quan quá, tại vì cái kem chiếu khuyết điểm này mua cũng là tông số 1 á, nên mình nghĩ là nó sẽ fit, nhưng mà không biết là nó có fit không.
theo mình thấy nha, mình nhận định nha, thì cái kem che khuyết điểm này nó có che thêm một chút xí rồi, chứ nó không che được bao nhiêu hết. Không có nhiều. Mình sẽ đắm cả ở cái vùng, thật ra mình nghĩ là nó hơi cao nhưng nó cũng không cao quá, nên mình sẽ dùng cái miếng mút này luôn. Mình sẽ dập cái phần mà thừa lên cái vùng T-zone này. Mình cảm thấy là cái kem che khuyết điểm này nè, nó sẽ làm cho cái phần dưới mắt của mình á, nó bị động phấn á, rồi nó sẽ bám vào những cái nếp nhăn ở vùng dưới mắt. Nói chung là trước mắt thì cái cảm nhận của mình đối với kem che khuyết điểm này là không tốt lắm. Mình nghĩ là lát nó sẽ chảy ra ấy. Và cái cảm giác của nó trên da cũng không khô nữa. Ok, nó chỉ có 27.000 thôi, mình trách nó quá. Rồi sản phẩm tiếp theo mình có ở đây là cái hộp này, hộp phấn phủ cũng của hãng Makeup luôn. Và cái hộp phấn phủ này có tông, tông mình có ở đây là tông số 1 luôn thì phải. Đúng đây, đúng rồi, tông số 01 luôn đi. Đây, thì cái chức năng của cái hộp phấn phủ này nè là bột mỏng mịn tạo lớp nền hoàn hảo về màu. Ui, có nghĩa là cái này là nó cũng có che phủ nữa. Che phủ khuyết điểm tốt nè, kiểm soát dầu hiệu quả, không thấm nước. Ok, và nó có hai màu là màu tự nhiên là màu số 1 và màu số 2 là màu sáng. Màu số 1 sáng hơn màu số 2 à? À, vậy là màu số 2 sáng hơn màu số 1. Gosh, có nghĩa là mình đã mua một cái tông khá là tối á. Tính ra thì nó là đây là dạng tông tối. Ui sợ vậy. Và giá của nó là 41.000. Thì đây là cái hộp phấn phủ rất là to, 15g. Rất là to luôn, mình cảm thấy là nó có vẻ. Và ở đây thì nó có một cái lớp đó để mình mở ra. Ở đây có một cái bông phấn ha, cái gương ở đây luôn, trời ơi là trời. Có cái packaging này, trời, nó làm rất là xịn luôn. Nhìn nó kiểu xịn sò hơn cả những cái hãng mà mình cảm thấy là high end khác á. Và thậm chí cái nắp này mình cũng có thể gỡ ra luôn á, rồi mình có thể đổ ra để mình bake hay là làm sao đó. Ui hay vậy. Bây giờ mình phải bóc cái lớp seal ra, nó có seal lớp ở đây nữa nè, trời ơi. Đây là Makeup Gather Beauty. Mình nghĩ là mình sẽ sử dụng luôn cái miếng bông phấn này để mình dập phấn lên mặt đi hơn. Thì cái miếng bông phấn này nó rất là dày, bạn thấy không? Và nó cũng rất là xốp nữa. Nên không ta, hay là mình nên lấy cọ ta. Trước mắt thì mình thấy là cái hạt phấn nó không mịn lắm đâu, nó đang kiểu vón vón lại á. Ui, kiểu nó vừa mới đổ tùm lum luôn này. Các bạn thấy mình kiểu lắc lắc xong rồi nó hất hết lên luôn á, thấy ghê quá. Hay là bây giờ mình dùng cọ đi ha, cho nó an toàn. Thì mình có một cây cọ phủ phấn của PH. Ôi, ôi. Các bạn có thấy không? Nó bay tùm lum hết à. Có nghĩa là không biết nói sao được. Bây giờ mình sẽ nhìn vào trong cái gương này để mình phủ phấn lên cái mặt mình nè. Mình chỉ dập thôi. Đấy, mình sẽ lấy thêm ít nữa. Các bạn có thấy là nó thực sự làm cho da mặt mình lì lại không? Và cảm giác của cái phấn này trên da thì nó cũng được đó, nó cũng ta ta, cũng được. Nhưng mà nó bay tùm lum hết. Sợ luôn. Mình phủ khá là nhiều phấn. Tại vì mình không biết là tại sao ta. Kiểu giống như là cái cảm giác ráo của nó trên mặt chỉ tới đó thôi á. Có nghĩa là mình có phủ thêm thì nó cũng không có làm mặt mình kiểu ráo hơn, nhưng mà mình muốn mặt mình ráo hơn một chút nữa. Ok, sau một khoảng thời gian loay hoay á, thì mình phát hiện ra là cái phấn phủ này thì nó không có khả năng làm cho mặt bạn kiểu ráo hoàn toàn được. Có nghĩa là lúc mà các bạn đánh một cái lượng nhỏ lên á, thì nó sẽ làm cho mặt bạn ráo tới một cái mức độ gọi là mức độ 7-8 đi hơn.
rồi các bạn có chồng thêm thì nó cũng sẽ chỉ ở mức độ 7-8 thôi, mà nó sẽ không làm cho mặt bạn ráo thêm tới mức 10 đó. Bạn hiểu mình nói không? Trời ơi, và nó cũng không che thêm được cái gì hết. Nó căn bản là mình thấy là nó rất là tà tà. Gosh, nó rất là tà tà luôn. Trừ cái chuyện là packaging của nó rất là đẹp ra thì mình có cảm giác là khi mà hạt phấn lên mặt mình á, nó không có một cái tác dụng nào hết, không có một tác dụng nào rõ rệt hết, chứ không phải là không có tác dụng nào hết. Ok, nó rất là, có nghĩa là nó vẫn sẽ giúp cho da mình ráo được một chút xíu, tuy nhiên là cảm giác ráo này nó không có tồn tại lâu á. Ví dụ như là nãy giờ mình có đi xuống mình uống ít nước á, thì mình thấy là lúc mà mình lên lại á, thì cái mặt mình nó lại ẩm ẩm y chang cái lúc mà vừa bôi cái cushion lên, nó không có cái cảm giác là đã được phủ phấn rồi. Khá là lạ đúng không? Rồi các bạn sẽ cảm thấy hơi kỳ là tại sao là mình lại phủ phấn trước rồi mình mới bắt đầu là trang điểm mấy cái bước khác, ví dụ như là má hồng và tạo khối. Đó là bởi vì bình thường là mình không có tạo khối nên mà nếu mình tạo khối thì mình sẽ tạo khối bằng cái dạng gọi là dạng phấn á, nên mình thường mình sẽ phủ phấn sét nền trước, sau đó thì mình mới đi tạo khối lên. Tuy nhiên là mình quên mất cái sản phẩm tạo khối mình có ngày hôm nay á, là một cái dạng tạo khối dạng kem á, dạng mà kiểu cái stick tay nó ở đây. Ở đây thì mình cũng có ở đây là hai cái sản phẩm má hồng nữa, mà hai cái sản phẩm má hồng này thành như là một cái dạng kem, cái dạng phấn á, thì đáng ra là mình nên đánh nó lên da trước khi sét nền. Tuy nhiên hên quá là cái phấn phủ mình vừa mới đánh lên da thì nó bây giờ là giống như nó trôi hoàn toàn khỏi cái mặt mình rồi, nên cứ cho như là mình chưa đánh phấn phủ rồi. Mình tự tiếp theo sản phẩm này ha. Đầu tiên là cái sản phẩm tạo khối đó, thì đây là tạo khối và che khuyết điểm của Make Rich luôn. Thì nó có hai đầu, là một đầu sáng và một đầu tối. Đó, nó chỉ gây vậy thôi. Nãy giờ thì mình có ấn tượng rất là xấu với cái hãng Make Rich này luôn á, tại vì mình thấy là từ cái kem che khuyết điểm cho tới cái phấn phủ của nó đều không làm được gì hết. Mình thấy là giống như là bây giờ mình có đánh thêm cái kem che khuyết điểm hoặc là cái phấn phủ kia thì nó cũng y chang cái mặt mình lúc mà mình vừa mới đánh cái cushion lên. Mình cũng không biết, mình đang cảm thấy là ôi trời, cái mùi, cái mùi này nè, nó là cái mùi, các bạn biết mùi bút xét màu không? Nó y xì đúc luôn. Rồi đây là cái mặt của gà sau khi mà gà đã bôi cái phần shading với lại đó, nói chung là bôi cái phần tạo khối, phần highlight lên thì nó chưa tán ra. Tuy nhiên á, là về cái chất nha thì nó rất là creamy và rất là mềm. Tuy nhiên là về cái màu á, các bạn có thấy không, là cái màu nó rất là cam. Mà bình thường thì lúc mà mình tạo khối á, mình không có dùng cái màu cam như vậy. Ok, giờ mình sẽ bắt đầu tán nè. Mình sẽ dùng chính cái mút mà của cái cushion này luôn, mà mình sẽ tán cái phần trắng trước, phần sáng cho mặt mình trước. Rất là dễ tán. Thì mình thấy trước mắt là cái phần mà sáng á, phần highlight á, thì nó rất là dễ tán luôn và nó vẫn không che được cái quần thâm thấp của mình. Trời ơi, mấy này mình ngủ nhiều lắm luôn á, tại sao vậy thật sự. Ok, bây giờ mình sẽ tán tiếp tới cái phần shade nha, phần tối á. Trước đó thì mình sẽ dập bớt cái phần của phần sáng ra tay mình cái đã. Bằng ngón tay xem là có được không. Đây, mình phải nói là cái phần highlight á, với cái phần shading này nè, lúc mà đưa lên da thì nó rất là tự nhiên luôn, và cái chất của nó rất là creamy. Mình có thể tán bằng mút hoặc tán bằng ngón tay thì nói chung là đều được hết. Và nói chung là mình cảm thấy là cái cảm giác của nó lúc mà mình lên da thì khá là ổn. Đúng rồi, khá là ổn. Và nó thật sự làm cho mặt mình có cảm giác là đã được bronzer nhẹ rồi. Cái sản phẩm này thì mình 50-50 lắm.
tại vì cái tông mà để shading á thì nó hơi cam. Tuy nhiên khi mà nó kết hợp chung với lại cái màu Fusion này nè thì nó lại rất là hợp. Có nghĩa là Trung Quốc có một cái kiểu ánh rất là ánh da theo cái kiểu tông lạnh đó, các bạn có người hình dung không? Nghĩa là lúc mà người ta đánh lớp nền á thì thay vì đánh cái kiểu trắng xong rồi hồng có kiểu đó thì nó người ta lại thích đánh theo cái kiểu là lạnh hơn, có nghĩa là cái nền nó sẽ hơi hơi ngã xám á, cái nền hơi ngã xám kiểu BB hay CC cream của Hàn Quốc hồi xưa á. Rồi sau đó thì khi mà người ta shading bằng cái tông mà nó hơi cam cam vậy thì nó lại bằng cách nào đó thì nó lại hợp. Thì tiếp theo đây mình có hai sản phẩm má hồng, một cái là của hãng One Spring Matte Finish Repair Flawless Skin Blusher ha. Và ngoài ra thì mình có một cái má hồng nữa là của Novum. Cái hãng này nhìn rất là kiểu fancy đúng không? Cái hãng Novum này là má hồng dạng loang, thì giá của nó là 69.000, tính ra là nó còn mắc hơn cả cái Fusion đó. Và ở đây thì mình có một cái Fusion má hồng, giá của em này là 45.000. Thì cái Fusion má hồng này thấy cái chuyên của nó đỉnh cao thật sự. Và nó cũng có một cái lớp seal ở đây, mình sẽ bóc lớp seal ra. Tuy nhiên là cái lớp seal nó không chắc chắn lắm đâu. Mặc dù cái hãng nó ghi là màu hồng phớt, tuy nhiên là lúc mà mình nhìn vào cái hộp này thì mình đã kiểu là cái màu bên trong của nó. Ok, nó khá đậm ấy, kiểu mình sợ quá. Giờ làm sao ta, thử lên. Ui ôi, nè các bạn thấy không? Má ơi, được đông. Ok, mình sẽ thử ra lên tay. Thì cái màu nó lên tay nó cũng đỡ. Ok, mình sẽ thử lên mặt luôn. Bây giờ mình sẽ chơi theo kiểu an toàn, có nghĩa là mình sẽ dậm lên trước, xong mình sẽ dậm lên tay trước, xong mình mới đưa lên này. Ok. Sợ. Đây là một cái màu hồng, nó hơi thiên hướng là hồng lè, nhưng không phải là hồng phớt, không có phớt lắm, hơi lè đúng không? Mình với cái màu hồng này thì mình sẽ đánh qua mũi luôn, rất nhẹ qua mũi thôi. Tuy nhiên là cái cách mà nó blend vào da ấy thì cũng rất là tự nhiên nha. Trời, nói chung là hôm nay mình đang hơi bị 50-50 và nhiều sản phẩm. Thế là được đúng không? Mình thấy nó không ghê lắm. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tán cho cái vùng má hồng này của mình nó ra ngoài luôn, nhưng mà nó đi lên trên một chút xíu. Mắt thì mình thấy là cái màu á nó cũng tự nhiên tiếp vào da thì mình thấy là không có vấn đề gì hết. Và mình cảm thấy là cái má hồng này mặc dù mới đọc cái màu của nó lúc mà lên tay mình thì là mình hơi sợ, tuy nhiên là khi mà mình cố gắng điều tiết và mình đưa lên má thì lúc nãy mình có nói là mình có thêm cái sản phẩm má hồng nữa, nó ghi là Silky Rouge đó. Và cảm giác cầm nó trên tay thì rất là high end, nặng tay là thứ nhất, rất là bóng loáng là thứ hai. Xong mình kiểu thật sự là nếu mà những sản phẩm này nó chất lượng thì có khi là mình từ bỏ đồ high end đúng không, không dùng đồ high end nữa. Nói vậy thôi, trời ui bên trong nọ đẹp không, đẹp quá trời. Rồi thậm chí là nhìn cái gương này các bạn thấy không, trời ơi nó còn có gương nữa. Và bây giờ mình sẽ bóc cái lớp này ra, mình hơi bị thích cảm giác bóc gương luôn á, bóc cái miếng bọc ở trên gương á. Có biết là tuần này mình để móng tay dài á, xong giờ mình không làm được gì kia. Nhưng mà mình thích. Làm sao mà bóc đây. Ui, và cái gương bên trong cũng thật sự rất là xịn luôn. Các bạn có thấy nó rất là sáng luôn á. Xong mình kiểu nhưng mà là mình khá là thích em này, mình sẽ thử swatch cho nó ra tay ha. Cái màu nó đây, cái màu nó là một cái màu thì đây, cái màu của nó là một cái màu hơi cái xu hướng là cam đào nude đó, thì cái xu hướng của nó là như vậy. Và ở trên này thì nó có một cái mảng là mảng màu vàng thì rất là xanh luôn. Mình sẽ lấy một cái cây cọ má của BH, thì trước mắt mình thì nó đang có bộ cọ của BH, mình sẽ sử dụng cái bộ cọ này. Thì đây, đầu tiên sẽ tiếp in và mình phải bớt cái phần xương đây. Dễ thương nha, không bị được. Lên tiếp bên này, chi như vậy.
đang lấy phấn của cả vùng luôn ấy. Rồi bây giờ mình tìm cái quyết điểm của cái này rồi. Màu hơi lúa ha. Thì phải cho nó bóc lên. Mình thấy là mình bắt đầu đi hơi lố tay rồi đó. Để sửa cái câu chuyện này thì mình sẽ tốn rất là nhiều thời gian, tuy nhiên là không gì không sửa được. Alright. Trong những trường hợp mà mình đánh má bị lố, mình sẽ dùng cái cây súng nền, mình xoay vòng tròn quanh cái chỗ má của mình để tan nó ra. Đó, các bạn thấy không, đỡ liền luôn á. Tại vì mình không nghĩ là cái phấn này nó lại lên màu đậm như vậy á. Đó, ok rồi. Thì sau khi mà mình đánh cái má hồng này nè, mình có một cảm giác là cái màu nó rất là xinh và nó lên màu cũng rất là đẹp, nó lên một cái màu nude đào, nhìn rất là trẻ và tự nhiên. Tuy nhiên á, là cái khuyết điểm của nó là cái gì, nó phô nail. Các bạn thấy nha, lúc mà mình dip cái cọ vô, đó các bạn có thấy cái lượng phấn mà nó rớt ra không rất nhiều luôn. Này, khi mà các bạn xoay cái đầu cọ này thì các bạn thấy là cái lượng phấn mà nó rớt ra xung quanh cái thành á thật sự là rất là nhiều. Có nghĩa là somehow thì cái quality của cái phấn này nó cũng ở mức tà tà, mặc dù mình xoay cái đầu cọ để lấy phấn cũng nhẹ, nhưng mà có lẽ là đây là bởi vì đây hoàn toàn là dạng phấn mà nó không có cái độ kem, độ creamy á, nên nó sẽ bị cái tình trạng này. Mình có nên cầm một ít để đánh phần giữa không? Lỡ rồi. Ok. Đó. Sau khi mà mình đè cái phấn này lên đó thì cái tông trên mặt mình á nó có một tí kem, một tí hồng nữa. Mình thấy là khá là được. Các bạn nghĩ tại sao con chó nhà hàng xóm nó sủa được cả ngày vậy ta? Mình thấy nó đúng sủa chó, nó hơi hay, hơi đỉnh. Mệt quá. Và tiếp theo về mắt thì sản phẩm đầu tiên mình có ở đây là một cây chì kẽ chân mày. Thì nó ghi là đây. Nó không ghi gì hết, nó ghi là chì kẽ mày drawing color gel gì đấy. Ok. Và giá của nó là 17.820 đồng. Sao nó phải để 820 đồng ta? Cái bước kẻ chân mày á thì mình đã làm off camera, có nghĩa là mình đã làm, nói chung là mình không có quay cái bước kẻ mình kẻ mày, tại vì mình chưa bao giờ tự tin về cái bước đó của mình hết. Nhưng mà mình sẽ review về cái cây này. Thì đầu tiên là nó sẽ có cái đầu để mình chuốt cho mấy cái sợi mi của mình nó tơi ra, và đồng thời thì bên này thì nó sẽ có cái đầu kẻ. Và cái đầu kẻ của nó hình tên gì? Thì đây là cái loại chì mà mình không biết kẻ. Mình không kẻ được cái dạng chì mà cái đầu của nó mà hình như thế này, hình tam giác như thế này. Các bạn hiểu không? Có nghĩa là cái shape này, cái shape đằng trước của nó là hình tam giác của thì mình không biết kẻ. Tuy nhiên là mình sẽ test cái chất chì của nó ra cho các bạn xem nè. Chất chì rất là mềm, rất là mềm luôn, và lên màu cũng rất là rõ, đi nét nào ra nét đấy. Thì mình cảm thấy là nếu mà bạn nào mà có khả năng dùng cái loại đầu mà như vậy thì các bạn nên tham khảo cái sản phẩm này. Ngoài ra thì ở đây mình có một sản phẩm nữa dành cho chân mày, đó là sản phẩm mascara chân mày. Thì mình sẽ dùng cái mascara chân mày này cho vùng mi mắt và cả vùng chân mày luôn. Tại vì cái bước lúc nãy là mình làm rất là qua loa, các bạn có thể thấy là nó không đều, là để mình test cái sản phẩm này. Tại vì thường thường mình thích làm mascara chân mày hơn. Cái này rất là giống cái mascara chân mày của Etude House, cái hãng của nó là Natural Eyebrow Amelia Amelie. Đây, đây là tên của cái hãng. Sau một hồi tìm kiếm thì mình phát hiện ra là đống kem này là của hãng Amelie. Như lúc vậy thì, và giá của nó là 30.000, thì có nghĩa là nó rẻ hơn Etude House tầm 3. Thử, mình đọc review thì thấy là người ta ghi là mùi hơi hắc chút xíu, bây giờ mình sẽ thử cái mùi ha. Ừ, hắc thiệt.
rất là kiểu kiêu phải không? Thứ các bạn luôn là mình ghét, không thích con chó nhà hàng xóm lắm, tại vì nó cứ sủa cả ngày. Thật ra là mình cũng ok, chó thì ok, nhưng mà nó phải là những con mà im im á. Dạ, đó là do tại sao mình luôn thích mèo hơn. Rồi xong. Các bạn có thấy là nó đổi cái màu chân mày của mình thành một cái màu rất là vàng sáng không? Có nghĩa là cái này là do lỗi mình đã mua lỗi. Không có cảm nhận nào đặc biệt về cái sản phẩm này hết. Mình chỉ cảm thấy là nó, cái chất của nó thì nó không có đủ treo và đủ keo để giữ cho cái chân mày của bạn dựng đứng lên đâu. Nếu mà bạn thích cái kiểu mà làm chân mày mà kiểu dựng đứng lên đó thì cái chất này nó sẽ không hợp đâu. Nhưng mà cái chất này nó lại khá là creamy nên nó sẽ lan trên mi của bạn rất là đều. Và bây giờ mình đang dùng cái đầu chuốt này nè để mình chuốt vô cái chân mày của mình, nó đều ra, tan cái phần mỏng này đều ra. Để chó thì nó vẫn cứ sủa. Rồi trong cái haul lần này á thì mình có mua hai sản phẩm bản mắt, thì một cái là của đây cái hãng này, đây là của hãng Mochi. Và cái này thì các bạn nhìn là biết là nó bắt chước của cái nào đúng không? Nó ghi là Huda Believe, nhưng mà ai cũng biết là cái packaging như thế này, và lát mình sẽ cho các bạn xem cái bảng màu bên trong đó, thì nó rất giống cái bảng Huda Beauty luôn, một bảng của Huda Beauty. Và còn đây là một cái bảng khác của hãng Makeit. Bây giờ thì mình sẽ mở ra bên trong cho các bạn xem nha. Trước đó thì mình báo giá một chút xíu, lại có báo giá rồi. Cái bảng này có giá là 63.000 nè, còn cái bảng này có giá là 32.000. Có nghĩa là hai bảng này giá là 100.000, chỗ đó là 100.000 luôn nha. Thì đây là bên trong, ở trên này thì nó có cái gương và đây là một cái tấm phim nhìn rất là kiểu sao ta. Ui, và cái mùi thì mình nghĩ là mình sẽ không thử bảng này lên mắt. Trời ơi, cái mùi, mình có nên thử bảng này lên mắt không? Nhưng mà trời ơi, cái mùi. Bây giờ mình sẽ thử swatch một vài màu trong cái bảng này hơn. Mình tò mò nhất nãy giờ là mấy cái màu này nè. Không biết là liệu nó có, các bạn thấy không? Rồi tiếp theo mình sẽ thử thêm cái màu nữa. Thì đây là cái màu Charm. Ui. À, đúng rồi, độ lên màu rất đỉnh. Tuy nhiên là chất phấn có vẻ hơi bột thôi. Chất phấn thì có vẻ là hơi bột với lại là hơi tào lao thôi. Tuy nhiên là lên màu rất đỉnh luôn. Bây giờ mình sẽ test một thử một cái màu lì, một test đi này thôi. Đó, màu lên rất đỉnh nha. Để coi ngón út, ngón giữa này mình sẽ thử màu gì. Thử màu Excite này đi. Màu nhũ khác. Mình hứa các bạn luôn, cái độ lên màu của cái bảng này so với những bảng Hàn Quốc á mà mình biết thì nó lên màu tốt hơn hẳn. Bây giờ mình sẽ chùi hết cái đống này đi, mình thử những cái màu mà nó nhạt hơn ha. Lay chẳng hạn. Cái sẽ là màu Tickle, màu Lace. Ok. Lên ít nhưng mà có lên nha. Mà thậm chí là không lên ít luôn, mình sẽ cho các bạn xem. Trời ơi. Đây. Ra là nó lên màu cũng rất là tốt luôn á, trời ơi. Mình đang kiểu rất là amazed. Mình cái chất lượng của cái bảng phấn này nè, nó tốt hơn rất nhiều so với các bảng mắt Hàn Quốc khác. Ví dụ như Etude House, mình có từng mua những cái bảng mắt của Etude House, mấy cái hãng Lee Coffee rồi mấy cái nhỏ nhỏ nè, mình thấy là nó không lên màu luôn. Những cái màu mà nhạt như vậy đó, nó không lên màu luôn. Tuy nhiên là với cái bảng mắt này thì nó lên màu. Tuy nhiên thì cái chất phấn này nè thì nó có fade out, có nghĩa là nó có rớt ra. Tuy nhiên thì mình thấy là cái vấn đề đó nó cũng thì có phone out thì mình có thể wipe, mình có thể lau được, hoặc mình có thể đánh mắt trước khi đánh nền, thì mình thấy nó cũng có thể giải quyết được. Ok, mình còn một cái bảng này cũng Makeit nữa, thì tông mình có ở đây là tông số 2, và bảng này thì nó chỉ có 30.000 thôi, lúc nãy cũng nói rồi nha. Packaging như thế này này thì các bạn sẽ nghĩ tới cái gì đầu tiên? Đúng rồi, chính là cái bảng 9 màu của 3CE á, rất là giống luôn. Và bảng này thì chắc nó bằng một phần bao nhiêu đó, phần
chia cỡ 600 thì bạn thì phải chụp là 20. Ok, thì bây giờ mình sẽ test thử chất phấn của các bạn này. Cái bảng này thì nó không có gương, và cái màu của nó thì nó cũng khá là neutral, nó theo cái tông hơi dài dài chút xíu. Thì nhưng mà tuy nhiên là mấy cái bảng này mà các bạn dùng làm mấy cái màu chuyển tiếp sẽ rất là đẹp. Oa lên màu, lên màu. Rồi bây giờ mình sẽ thử một màu nhũ ha. Lên màu luôn. Trời ơi, bây giờ mình sẽ thử swatch. Đó, các bạn có thấy không? Ôi trời ơi, màu nào cũng lên hết trơn á. Chất lượng của bản mắt này thật sự rất là tốt. Và mình thấy là tốt hơn mấy bản mắt hàng rồi đó. Mình không biết nữa, mình hơi anti đồ makeup hàng đúng không? Tuy nhiên là mình thấy là với những cái chất lượng như thế này thì đồ makeup Trung Quốc có thể là vượt mặt vài hãng của bên hàng rồi. Tuy nhiên là bên hàng thì các bạn sẽ cảm thấy là ok, cảm giác là nó an toàn để sử dụng hơn, rồi các bạn sẽ đảm bảo chất lượng hơn. Tại vì cái bảng này chỉ có 30.000 thôi, thì không biết là cái thành phần mà để làm nên cái bảng mắt này là họ sẽ sử dụng cái gì đúng không? Ai mà biết được. Hôm nay mình sẽ làm một cái makeup mắt thật là tà tà thôi. Đánh lồng lộn lắm. Mình sẽ thử một vài màu. Mình sẽ sử dụng chính cái gương của cái bảng á, bảng á bắt chước Huda này luôn. Tại vì nó khá là to. Rồi mình sẽ thử cái màu. Đây mình sẽ dùng cái màu rất là, đây cái màu này nè, màu ở giữa hàng đầu tiên ha. Thì cái bảng này nó phô nail ít hơn cái bảng này nè, nhúng cọ vào á, bạn thấy không? Thì cái lượng full out của nó không nhiều. Ok, ok, lên màu rất là đậm. Sẽ sử dụng cái cọ đầu tròn nhưng mà nhỏ thôi để mình màu này thì nó có ít độ nhũ ấy. Thấy nó hơi nhũ nhũ không? Yeah right. Tiếp theo là mình sẽ sử dụng một cái màu màu teddy trong cái bảng này đi, đó là cái màu teddy này, nó hơi nâu nâu, hơi nâu nâu kem kem. Mấy cái màu này để makeup tông lạnh đó, mình sẽ sử dụng đúng cái cây cọ này luôn. Đó, để mình nhấn lên cái vùng đồng, vùng mờ đứng. Không nhấn, ui. Mình cảm thấy nó blend rất đỉnh cao luôn á. Kéo theo cái chiều gọi là cái đường crease á, cái đường các bạn hiểu mắt là cái đường cái hốc mắt, đúng rồi, kéo với cái hốc mắt đó. Hai cái màu này lên vào nhau rất là đẹp nha. Rồi tiếp theo là mình sẽ sử dụng một cái màu màu gì ta, nó bị ghê luôn á, màu màu lace này đi, một cái màu rất là tím tím hả. Ok, mình sẽ dùng nó lên cái phần tiếp những cái màu đó, là mình sẽ đánh từ đầu mắt tới đôi mắt. Ok, nó đánh tông nó sẽ như thế này. Các bạn biết không, màu mắt của Trung Quốc á thì mặc dù nó là tông ấm nhưng mà mình có cảm giác là nó vẫn khá là lạnh, nó vẫn rất là cái tông mà kiểu cái màu nó vẫn hơi ngã xám á. Thì lúc mà mình đánh lên mắt thì nhìn nó cảm giác nó sẽ rất là khác so với những cái bảng mà của hàng thực sự luôn. Và cuối cùng là mình sẽ dùng những cái màu, nãy giờ mình không thay cọ luôn á, mình rất là xin lỗi. Tuy nhiên là ngày hôm nay mình đang trong một cái tâm trạng là không làm gì cả, sau khi mình make up xong thì tối nay mình sẽ dùng cái mặt này để đi ăn với bố mẹ, nên mình không có muốn làm nó quá lộn lộn. Mình sẽ sử dụng cái màu Daydream hay là Fantasy hay là Grief, màu grape này đi, màu hơi kem một chút xíu, màu nhũ hơi kem.
đi hết vào cái phần gọi là cái phần sách mắt. Đây không phải là một cái make up mắt mà mình tự tin nên mình sẽ đó để cho đẹp. Ok, thì mình thấy là xét về chất lượng lên màu á, thì như mình nói rồi đó, khẳng định 1000 lần luôn là hai cái bảng này nó thừa sắp cân hết những cái bảng mà mắt của Misha nè, rồi của Etude House nè, là mấy cái hãng mà bình dân của Hàn Quốc á, thì hai cái bảng này đi gọi là thuộc rất là xa, màu lên rất đẹp, tán rất dễ, là không bị vón lại luôn ấy, và thậm chí là phone nail của nó cũng không nhiều như là nó có. Trước mắt là mình ấn tượng rất là tốt. Rồi cái video ngày hôm nay sắp kết thúc rồi, mình đã có sản phẩm cuối cùng, thì đây là một cái cây son, nó ghi là Joy Color Silky Light Lip Gloss. Thì đây là cái packaging của nó, các bạn có thấy là nó rất giống cái gì không? Nó rất là giống cái bộ sưu tập Pantone của Laneige cách đây 5-6 năm gì đó, rất là giống luôn. Các bạn xem này, cái packaging của nó nè. Ui chà chà, đẹp quá đi. Mình sẽ... Trời, mình rất là phấn khởi để xem cây son này bao nhiêu tiền luôn á. Thì cái cây son này là son Game Tint Joy Color của hãng Jaya. Thì cái màu mình chọn ở đây là màu số 4, nó tên là màu cam nâu. Ok, và giá của nó là 24.500 đồng. Ok, thử swatch trên tay không? Màu rất là đẹp nha, mặc dù cái swatch của mình rất là nhanh nhở, nhưng các bạn biết là cái màu sẽ đẹp đúng không? Và cái chất của nó thì là kiểu hơi tinh tinh, hơi bóng bóng, hơi kem kem, thì mình cảm thấy là make up sau thì dễ chịu thôi. Mình cảm thấy á, lúc mà mình make up á, tại vì cái phong cách make up của mình nó khá là nhẹ á, nên cái bước mà làm mình thay đổi cái mặt nhất chính là bước lên son, bước lên màu rất là mặc định. Mình cảm thấy cái màu này rất là đẹp nha. Chất son thì có lẽ là hơi khô, nếu mà bạn nào cảm thấy là môi các bạn bị khô á, thì cái chất son này lúc mà lên môi các bạn có thể là sẽ hơi khô và nó không có bóng. Mặc dù nó ghi là có chữ gloss trong đó nhưng mà nó không bóng chút nào hết. Cái tip á, cái wand, cái mà để mình apply son lên á, thì nó rất là nhỏ và nó rất là hợp với những bạn môi mỏng như mình, rất là hợp luôn. Mình không có mua kẽm mắt, mình không mua mascara, nên mình nghĩ là tới đây là ok, cái make up look này nó hoàn thành rồi đó. Cảm ơn. Ok, thì đây là cái make up look hoàn chỉnh của mình. Thì cái máy của mình lúc mà bỏ xuống thì nó ngu quá và nó cong quá, nên mình không thể bỏ nó xuống được, nên mình quyết định là mình sẽ hất nó qua hai bên luôn. Đây là cái make up look của mình sau khi đã hoàn thành. Thì mình khá là hài lòng, thật sự mình khá là hài lòng. Bây giờ mình sẽ chia ra hơn, mình sẽ chia ra những sản phẩm mà mình thích và những sản phẩm mà mình không thích. Những sản phẩm đầu tiên mà mình thích á, thì chắc chắn là sẽ có cái cushion này. Mình cảm thấy là giá của nó rất là rẻ, tuy nhiên là lúc mà nó lên mặt mình á, mới đầu thì mình cảm thấy rất là trắng, tuy nhiên là lúc sau khi mình đánh cả mặt và cổ á, thì mình thấy rất là tiệp vào da, và đồng thời thì nó cũng khá là ráo trên mặt á. Mình nghĩ là nếu mà các bạn ở những cái vùng lạnh lạnh như Đà Lạt thì hoàn toàn có thể tham khảo cái loại cushion này. Hai sản phẩm má hồng cũng là hai sản phẩm mình rất là thích. Sản phẩm này thì cần một tí gọi là điều chỉnh một chút để nó có thể hợp với lại là cái mặt của bạn, có nghĩa là lúc lên tông thì nó không bị đậm quá. Ngoài ra thì cái sản phẩm mà má hồng mà dạng phấn đây này thì mình cảm thấy là lúc mình đánh lên mặt thì nó rất là hợp với hầu hết cái phong cách make up của mình, nên mình nghĩ là mình sẽ tiếp tục sử dụng nhiều nhất là cái phần má hồng này, và ngoài ra cảm giác cầm nó trên tay cũng rất là sang chảnh nữa, các bạn có thấy không? Ba sản phẩm tiếp theo mình thích thì chắc chắn sẽ là coi đây,
Ba sản phẩm tiếp theo mình thích thì chắc chắn sẽ là hai cái bảng mắt này. Hai cái bảng mắt này chất lượng phấn của nó lên màu thật sự rất là đỉnh. Và ngoài ra cây son này nữa, lúc mà mình đánh lên môi như này thì mình cảm thấy là màu rất là đẹp luôn. Và giá của nó chỉ có 30.000 thôi, và một cái màu rất là trendy. Và cái coi cái packaging nè, nhưng mà chỉ có điều là hơi ghê tẹo, tại vì cái này thì đánh lên mắt, cái này đánh lên môi, mà lỡ nuốt hay là nó vô mắt thì cũng hư hay không ta. Chắc là không đâu, tại vì mình nghĩ là không dễ chết như vậy. Rồi hai cái sản phẩm mình cảm thấy khá 50-50 về nó thì đầu tiên sẽ là cái cây này của hãng Makeit, cái cây mà contour, tại vì mình thấy là nó cũng được. Tuy nhiên là mình không biết nữa, bình thường thì mình đánh nền á, cái nền của mình nó hơi khó tông hồng á, thì mình không biết là khi mà mình sử dụng cái này thì nó ổn hay không. Nói chung là đầu highlight và đầu shading này đều rất là được, tuy nhiên là các bạn phải sử dụng một cái tông nền mà nó hơi sáng một chút xíu ha. Còn cái cây mà cây chì kẻ mày này á, thì mình thấy là nó bình thường á, nó bình thường. Mình phải bổ sung một ít gọi là mascara khác của mình lên chân mày của mình nhìn cho nó đậm hơn á. Tuy nhiên là mình cảm thấy cái cây này thì nói chung là tại vì mình không biết kẻ cái đầu mà đầu tam giác á, nên mình thấy là nó hơi khó. Nhưng mà về chất thì mình vẫn cảm thấy là nó ổn, nên hai sản phẩm này mình 50-50. Rồi ba sản phẩm mà mình chắc chắn là mình không thích thì sẽ có là cái cây này, cái tip concealer này của Makeit, cái hộp phấn phủ này của Makeit, và cái mascara chân mày này của Imelie. Đó thì cái cây này nè, mình thấy là cái chất của nó rất là creamy luôn. Vậy thì làm sao mà nó giúp cho cái sợi mi của mình nó vô nếp được, đúng không? Mascara thì ít nhất nó cũng phải làm cho vô nếp, thì nó chỉ có màu thôi chứ nó không có làm cho cái chân mày, cái lông mày của mình vô nếp một tí nào hết trơn. Và đặc biệt là cái mái của mình thế này đó, làm buồn, trời ơi. Ok, cái nữa thì mình có cái cây concealer này, thì cái concealer này á, nó không làm được cái gì hết, và nó chung quy là không làm được cái gì hết. Cái hộp phấn phủ này thì mình thấy là tới giờ thì nó cũng không làm được cái gì hết. Thì hai cái sản phẩm mình cảm thấy là nó không có tác dụng. Nếu mà để chọn ra cái sản phẩm mình cảm thấy là mình thích nhất á, thì chắc là cái bảng này, cái bảng mà nó phát của Huda. Chất phấn của nó thì chắc chắn là không bằng Huda rồi. Tuy nhiên là cái packaging nè, rồi cái cách mà nó lên màu á, thì mình hoàn toàn bị thuyết phục. Mình chỉ ghét ở cái điểm này, cái bảng này điểm duy nhất là cái mùi của nó quá sức kinh dị. Thật sự nếu mà các bạn mua cái bảng này về á, các bạn hửi một lần thôi là mình thề với các bạn là cái mùi đó nó stuck trong đầu các bạn luôn, nó sẽ ám các bạn tới ngày mai lận. Điều này thì khá là kinh khủng. Rồi video ngày hôm nay mình nghĩ là rất là dài rồi đó, mình xin lỗi vì mình vẫn khá là huyên thuyên trong video này, mình biết mà. Nhưng mà hy vọng các bạn sẽ xem video của Gà và cho cái động lực để làm video xuyên hơn. Rồi cảm ơn các bạn và gặp lại hẹn. Rồi cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau của First Day nha. Bye bye.